Đó, nó có cái lỗ ở giữa luôn, kiểu như làm kiểng thôi chứ cũng không có gì hết trơn đấy. Nhét cái trái xoài vô trong này nha các bạn. Bạn đó với kênh Tony TV. Ủa sao hôm nay không quay phim trong sân mà ra ngoài vườn quay vậy anh Vinh? Bởi vì trong cái video này chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách nó rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta chơi ở trong sân, cho nên mình phải kiếm một cái chỗ nào đó nó thiệt là hoang vắng. Trời gì mà ghê vậy trời? Bẩn nè. Coi chừng rớt. Đào khui ra cây, ba cây tổng cộng nha. Đây. Bỏ cây này ra. Đó, cái ná này nó rất là nhỏ nha các bạn. Đó, nó có cái lỗ ở giữa luôn, kiểu như làm kiểng thôi chứ cũng không có gì hết trơn đấy. Cầm. Ở cái ná này. Đó, hay chưa, cái ná này là mình thích nhất nè các bạn, nó rất là đơn giản. Ná quá đẹp luôn nè các bạn. Tao mượn cái coi mày cầm hoài à. Trời ơi, cái ná gì mà nó nặng dữ vậy? Anh cho bọn em hỏi cái ná này anh mua đâu vậy? Bạn nào có nhu cầu mua ná thì hãy lên topcomshop.com nha các bạn. Topcomshop.com này em biết lâu rồi. Ủa anh lấy gì anh để bán? Còn mà đáng á thì nó rất là dễ, có thể lấy được trái mùa u hoặc là kiếm trái bằng lăng đó, biết mấy trái đó không? Biết. Thôi mình lấy xài đi anh Vinh ơi, ở đây dừng xài mà. Nhét cái trái xoài vô trong này nha các bạn. Đẳng cấp quá anh Vinh ơi. Hái bằng lăng để về bắn ná nha các bạn. Đây nè, bạn ra đây nè. Hello các bạn ơi. Hello các bạn. Các bạn ơi, đây là cây bằng lăng nè các bạn, để mình lại xin ông chủ nghe các bạn. Ông chủ này dễ lắm. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Ơi, ở đây có cái lửa chó nè các bạn. Ở gia đình, chui vô được không gia đình? Chui vô đi. Trời ơi, lẹ lẹ lên gia đình. Trời ơi, rất là nóng nực nha các bạn. Giờ là 11, 12 giờ. Đây là trái bằng lăng trên cây này nha các bạn. Video này của mình dân giả thôi nha các bạn, bắn ná ăn robot. Đó, đây là chính là cái hộp robot đây. Chỉ cần mấy em này bắn ngã một cái chai mà trên cái chai đó có con robot nào thì em đó sẽ lụm luôn cái con robot đó. Yeah! Để xuống đây đi, review sơ sơ mấy robot cho các bạn coi. Robot này á thì giá là 150.000 một con. Con nào cũng như nhau hết. 159.000 đồng một con nha các bạn. 3 4 Trời, để lên trên này 5 chai nước đi. Giờ mình sẽ đặt 5 em robot. Đấy, như thế này đây. Phía bên này. Ở bên đây một con nữa nè. Đúng rồi. Đây là con cuối cùng. Đấy. Đứng mà từ đây mà nhìn tới mấy cái chai đẳng rất là xa luôn. Đấy, bây giờ ở đây cho hỏi trong team mình ai sẽ là người đầu tiên xung phong bắn đây? Ai cầm ná người đó bắn trước anh Vinh. Thanh thần ô. 4 Bà này bà bắn gì trời? Bà bắn từ đó mà chai bằng lăng nó rớt đây nè các bạn. Rồi, thứ dữ mà thành viên tiếp theo ai đây? Em cho. Chuẩn chưa? Rồi. 4 đi. Thanh thần ơi, tưởng cái gì, nó nói người ta nó có bắn hơn tôi đâu các bạn. Rồi con Dương kìa. Bắn đi em. Tiếp theo tới bạn Vũ Thanh nè. Vũ Thanh Dương nghe coi, ở nhà có hay bắn chim không? Dạ không. Thằng này nó ngắm như vậy làm sao trúng được. Bắn đi Vũ Thanh. Oh no. Ê trời ơi, ngắm ngay cái chai mà dính con robot. Dương ngắm chỉ nha. Bắn Dương ơi. Game over. Trời ơi, bắn chim nữa rồi, một thành viên lại tiếp tục bắn chim. Đây, tới anh Tâm Da Đen, anh chọn cây nào hả? Cây này. Rồi. Mày chưa bắn sao mày run dữ vậy? Bắn đây. Trời ơi. Gì xàm vậy? Thằng ơi, gì vậy trời? Viên đạn rớt xuống đất từ dưới đất tưng lên trúng cái chai. Yeah. Mình trúng được con robot này các bạn ơi. Rồi chúc mừng em, mời em về chỗ đi. Thành viên tiếp theo đâu? Ai chưa bắn đâu? Ừ, đưa này đây. Rồi tới bạn Cu Da Đen đi. Thằng Tâm này sướng rồi, có con robot về chơi đã rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn mình bắn bể cục gạch với cái chai luôn nè. Bắn đi Da Đen ơi, nãy giờ lâu lắm rồi đó. Ba đứa ba cái đi kìa. Gắn cái trái bằng lăng vào. Tất cả hãy tránh ra. À, con bóng này của ta. Ủa? Viên đạn đâu rồi? Viên đạn rồi.
đất quý thật á, mày bắn cái đạn ve hả? Bắn đạn bay tới trước là xưa rồi, bây giờ bắn đạn ngựa mới gọi là đẳng cấp. Ngọc này bắn dữ dằn lắm các bạn, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm hay là muốn vừa chạy vừa bắn tùy em. Dương nghe đi Ngọc. Thằng Ngọc này bắn ná hay lắm các bạn, ở nhà nó nuôi ngỗng. Mấy con ngỗng nào mà chạy lạc đạn nó lý, cái ná nó bắn tét tít con ngỗng luôn. Bắn Ngọc. Nghe nhanh thằng Ngọc bắn ná rất hay, nay mới được chứng kiến. Bắn quá dở. Giờ mình bắn ná ở xa quen rồi, nay mất gần quá bắn không được. Đưa ná tao bắn Ngọc ơi, giờ bắn bể chai luôn nè. Bắn đi Cường ơi. Game over. Trời ơi, Cường này lúc nào nó cũng tỏ ra nguy hiểm mà nó bắn dở ẹt hà. Trong cái thử thách đầu tiên này thì chỉ có một mình bạn Tâm Da Đen là được con robot vàng thôi nha các bạn. Bây giờ bước sang cái thử thách thứ hai này, đó là bắn lon. Ủa, bắn lon với bắn chai cũng giống nhau mà, cái gì khác nhau đâu trời. Ở đây tổng cộng mình có 8 cái lon được xếp theo hình kim tự tháp nha mọi người. Và nếu em nhỏ nào bắn ngã được 4 lon sẽ được thưởng 1 con robot. Nếu bắn ngã được 6 lon được thưởng 2 con robot. Vậy bắn ngã được 8 cái lon được bao nhiêu con robot? Được 3 con robot. Wow. Không biết có đứa nào bắn ngã được cái lon nào không nữa mà ve muốn điếc cái lỗ tai luôn không biết. Thử thách thứ hai thì dĩ nhiên cái mức nó phải xa hơn thử thách 1 rất là nhiều nha các bạn. Dài xuống đi. Dài cái mức này xuống nữa. Rồi được rồi, ok rồi đó. Mức sai nhưng mà mấy cái lon này nó bự các bạn, dễ bắn. Rồi anh Tâm Da Đen cầm cái ná nè, mời anh bắn trước luôn đi. Cậu vô Tâm Da Đen lên cho nó sung lên coi. Bắn. Wow. Hộp rồi, tới thành viên thứ hai. Hãy xem ma đại biểu diễn nè các bạn. Mời thành viên tiếp theo đi. Ngáo, bay vô ngáo ơi, lẹ ngáo ơi. Nhắm bao nhiêu phần trăm bắn trúng ngáo? 100% trúng nha các bạn, bởi vì mục tiêu này quá bự. Bắn ngáo. Wow. Trời ơi, chúng được có 2 lon thôi mà trong khi đó người ta tới 4 lon mới được một con robot đó các bạn. Thôi anh Vinh ơi, anh chia em nữa con robot đi được không? Dẹp đi cưng. Tới anh Cu Da Đen. Coi tay anh gắn cái cục cái kìa. Rồi bắn đi. Bắn ngã 4 lon mới được con robot, nãy giờ hang này nó bắn có 2 lon rồi các bạn. Mục tiêu lần này quá bự các bạn, tính ra rất là dễ rồi, bắn chỉ cần ngã được có 4 cái lon thôi là được một con robot. Mà hai bạn này bắn chỉ ngã được có phần nửa thôi. Tới ai Ngọc đi, chọn cái ná nào. Cái này. Cái ná gỗ không? Dạ. Rồi cầm mục tiêu bước vô bắn. Các bạn hãy quan sát bạn Ngọc nè, tôi dám đảm bảo với các bạn 100% là bạn ấy bắn trúng. Đấy, 100% luôn, bởi vì thật sự với cái kinh nghiệm bắn đích dịch của anh Ngọc thì không còn gì để có thể bàn cãi. Rồi anh làm gì anh ngắm ngắm nhá nhá hoài vậy? Bắn Ngọc ơi. Bắn đi. Bắn đi Ngọc. Đó. Bắn 7 lon. Trời ơi, phải chi ngã luôn cái lon này, làm được 3 con robot rồi. Vậy tính ra lấy 2 con robot trao cho bạn Ngọc đi. Đưa 2 con robot cho tao mày. Nè Ngọc. Hay là muốn lựa, thích con nào? Lựa đi Ngọc ơi, lựa đi. Thích con nào? Màu xám, màu vàng hay màu đỏ? Này đi. Rồi, lấy đi. Mời thành viên tiếp theo tới em nào hả? Em. Rồi, mời em vô đi. Coi chừng em bắn là em bay tới cái lon luôn nha. Chị Hảo ngắm kỹ hơn ngay cái lon là chị Hảo bắn trúng mà, khỏi cần bắn mạnh. Ok em luôn. Ngắm ngay nha chị Thảo. Dạ. Dương mạnh nha chị Thảo ơi. Trời coi tay bắn gung kìa trời. Các bạn nhìn kìa, tay gung gì nè, sao mà bắn trúng được. Rồi. Bung. Trúng gió, ra ngoài làm khán giả đi. Cây che mẻo. Tiếp theo tới bạn Tiểu Dương. Bắn Dương. Rồi luôn chất quốc rồi. Mời thành viên tiếp theo đây. Vô. Wow. Ngã mấy lon vậy? Năm lon được con robot rồi. Lấy con robot tặng cho bạn đi. Quá ghê rồi. Đấy, thích con nào lựa đi. Màu nào? Màu nào? Để màu đỏ đi. Rồi, màu đỏ chứng tỏ BD. Con này của tao đá mày nữa. Con của tao là robot cứu quả đó mày. Còn lại 3 thành viên cuối cùng kết thúc cái video ngày hôm nay nha các bạn. Đó chính là bạn Hùng Da Đen cầm. Hùng Da Đen chọn cái nào? Cái này. Rồi, ai chó cầm này đi, ai chó. Hùng bắn xong tới cưng nha. Ai chó mình cho phép bạn ấy trở lại team một cơ hội cuối cùng nha các bạn. Tại vì hồi xưa ai chó này nó bỏ team mình đi. Rồi bây giờ á, năn nỉ hoài, thôi thấy tội nghiệp quá, cho một cơ hội cuối cùng quay lại team. Nhưng mà lần này là không có được tàu lao mía lao bỏ team nữa nghe không? Dạ. Dương đi Tiểu Hồng. Kìa mấy cái lon kìa, bắn đi Hùng ơi. Trời ơi, kêu mày bắn mấy cái lon, chứ đâu kêu mày bắn đích tao.
Thành viên tiếp theo là tới bạn A chó. Lâu lắm rồi không gặp A chó, không biết anh ta có lợi hại hơn xưa hay không hả? Ngắm đi A chó ơi. Tôi dám chắc với các bạn là 99% là A chó sẽ bắn chúng. Mới ngày hôm qua trai mua 2 con chim của thằng A chó đem về nhậu á. Bán đi A chó ơi. Game rồi, over. Hốt luôn rồi các bạn. Nhà của bạn ấy có truyền thống bắn chim, kiểu như là bạn ấy ngắm trên trời không à, nó quen rồi. Giờ ngắm xuống đất hơi khó. Thành viên tiếp theo, cuối cùng luôn, kết thúc video luôn, Tiểu Cường. Đây, Tiểu Cường để coi coi. Sao hồi nào không ngồi hết trơn vậy? Đứng luôn đi Tiểu Cường ơi. Đứng hay ngồi? Dạ, đứng luôn. Con khỉ bắn lòn qua háng bắn luôn cho anh. Hả? Lòn qua háng sao bắn được? Chuẩn bị nghe Tiểu Cường. Lòn qua háng còn bộ trong mặt của anh nhìn thôi, ngồi bắn bình thường đi anh Vinh. Rồi vậy không muốn ngồi thì ngồi bình thường đi. Bắn. Wow. Để coi coi bao nhiêu lon đây. 1, 2, 3, 4 lon được 1 con robot nha các bạn. Chạy đây. Thích con robot nào lựa con robot đó đi. Dạ em lấy con này. Thử thách thứ hai này đó chính là cơ hội cuối cùng cho mấy em này nhận được con robot đó. Tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng nhận được, mà chỉ có một số thành viên thôi. Như là bạn Tiểu Cường 1 con, Tâm Da Đen 1 con, Tiểu Thanh 1 con, và cuối cùng là bạn A Ngọc là 2 con robot, cũng là người có số lượng nhiều robot nhất luôn. Bây giờ mở ra chơi thử đi. Các những con robot này các bạn có thể xếp thành những chiếc xe nha. Đây chính là giấy hướng dẫn, và sau khi con robot màu xám này xếp xong thì nó sẽ tạo ra hình chiếc xe tăng như trong tờ giấy này đây. Đây là con robot của Vũ Thanh nè các bạn. Ừ, và sau khi robot của bạn Vũ Thanh này xếp được thì khi đó nó sẽ tạo ra thành hình chiếc xe tải như hình ở đây đây, các bạn thấy không? Nhìn này ngáo. Rồi chiếc xe này đâu ra vậy? Robot ta mới xếp xong đó. Rồi đã, các bạn ơi, có thể thành robot nè. Mình không nhận ra luôn á, có thể chạy dưới đất luôn các bạn. Ra chiếc xe nè các bạn, chiếc xe tăng y gan trong hình luôn nè. Cậu đưa hình coi thử coi. Đúng rồi, y gan luôn nè các bạn, chạy được luôn. Có điều là bán không được thôi. Xem ship xong rồi nè anh Vinh. Mượn cái coi, xe tải này rất là đẹp nha các bạn. Xe tải này không những biết chạy mà còn có cái găng nữa nè anh Vinh. Video mình đến đây là kết thúc được rồi. Và bây giờ mình sẽ nhờ mấy em nhỏ này đây cho biết đánh giá về cái trò chơi bắn ná như thế nào hả? Bắn ná khó lắm nghe các bạn. Khi coi phim nó thấy người ta bắn dễ lắm, ở ngoài mình bắn tào lao không à. Thậm chí bắn nữa, đạn nó còn ba ve nữa. Thư dữ nữa rồi. Rồi thôi, nếu video này hay đừng quên làm cái gì? Một like. Nhớ nha các bạn, đăng ký nhấn vào cái chuông đó mới là cái quan trọng nhất, để mỗi khi kênh mình ra video mới các bạn có thể vào xem được. Hẹn gặp các bạn những video sau đi mấy đứa. Bye.